Chắc là trước tiên chắc là cho Kim Trọng xin được phép mời các chị chúng ta mình giới thiệu mình tên gì và mình đến từ đoàn nào được không ạ? Em xin mời chị. Dạ, trước tiên thì cho Kim Thí gửi lời lần đầu tiên Lộ tạo cơ hội bên phía Loto Kim Thí mới có được ngày hôm nay. Từ nhỏ tới lớn, năm nay Kim Thí là 52 tuổi, quê quán ở thành phố Hồng Ngự, chưa bao giờ định đến Sài Gòn, chỉ nhìn trên màn ảnh thôi. Lần này là trong cuộc đời lần đầu tiên và em thấy Lộ tạo điều kiện cho Kim Thí được đến đây gặp toàn thể quý vị khán giả ở đây cùng các em. Ở đây Kim Thí lời gửi lời chúc một câu chúc được nhiều sức khỏe và dạng sự như ý. Không hiểu sao mà khi mà nghe chị Kim Thí chia sẻ tự nhiên mình có nhiều cái cảm xúc đúng không quý vị? Chắc là để ngăn cái cảm xúc này lại chúng ta sẽ đến với những lời giới thiệu đến từ chị tiếp theo ạ. Em mời chị. Dạ, mình chào ở An Giang. Cũng nhờ Lộ giúp dành đến đây thì ta có thấy bố và những người bà con ở đây cũng rất là vinh hạnh. Lần đầu tiên bây giờ đến đây cũng 52 tuổi, làm đoàn 30 năm đến đây thì cũng vinh hạnh biết đời Lộ rất vui đến thành phố Hồ Chí Minh gặp bà con ở đây đông đủ như thế này thì chúc bà con trở chuyện sau giúp những đội Loto Lộ và những đội Loto ở miền Tây miền Nam rất là quý trọng với bà con. Chào kính chào nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Mình giới thiệu luôn đi ạ. Dạ, và lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi đến tổng thể tất cả quý vị của chú các chị mình cũng như tất cả quý báo đài lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và em tên là Du Khả Ái và em đến từ đồng Thùy Trang và hiện tại đoàn em đang hoạt động tại khu vực Nha Trang. Và đây chắc có lẽ là lần đầu tiên em được đến đoàn Loto Sài Gòn tâm thời. Một lần nữa cũng xin được cảm ơn chị Lộ đã tạo điều kiện cho ekip cũng như là tất cả các chị em ở đây được gặp gỡ khán giả đồng thời mọi thời. Và một lần nữa chúc cho tất cả anh chị em của mình và tối hôm nay một đêm thưởng thức nghệ thuật thật là vui vẻ và đặc sắc. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, lời đầu tiên cho em tên là Hali. Em gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Em đến từ đoàn Loto Ngọc Tiến. Lần đầu tiên mà em đứng được trên sân khấu của Sài Gòn Tân Thời, cũng rất là háo hức và vui khi được đến đây giao lưu đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trước khi mà bắt đầu cái phần tiếp theo hay là phần câu hỏi từ quý vị khán giả hoặc quý anh em báo chí thân thuộc của Lộ và gia đình Sài Gòn Tân Thời, chắc là có lẽ là cho em xin mời mọi người ngồi xuống, bởi vì chị Ngọc Dào chị mới vừa bị tai nạn xong mà chị không đứng lâu được mọi người ạ. Và đi xin bến bãi anh Nguyễn Tông vô thì cái chân nó bị thương rất là nặng luôn, mới đây thôi cho nên là cố gắng mình tham dự chứ không ngồi đứng lâu được, cho nên phải bố trí ngồi, cho nên rất mong mọi người sẽ thông cảm nha. Em rất là mong nhận được ý kiến góp ý từ mọi người. Dạ em mời anh Phương, dạ cho mic cho anh Phương xem đây. Dạ xin mời anh đặt câu hỏi dành cho các nghệ sĩ ạ. Chưa bật lên. Alo. Ủa thắng còn đây không còn? Dạ còn á. Thắng còn dưới rồi. Chắc cũng là lâu lắm rồi, ăn lâu lắm rồi mình có một buổi họp mặt ra mắt. Thật ra thì cái Loto thì thật sự bây giờ thì mọi người xem những ký ức, những cái gì mà Lộ thể hiện khi nãy thì thật ra thì nó cũng đến hiện tại thì nó cũng không có gì là gọi là lạ lắm với mọi người hiện tại. Thì anh khi mà anh xem á thì anh có những cái góp ý, anh muốn góp ý để những cái tập sau á Lộ sẽ làm hay hơn. Thứ nhất là anh sẽ góp ý thì cái MV của Hoàng Thắng. Thật sự là anh cũng như tất cả mọi người ở đây khi mà xem qua cái MV á thì nói chung là giọng của Hoàng Thắng ngọt ngào rất là tuyệt vời. Trước tới giờ là anh cũng đã nói từ phía cái Thắng rồi. Tuy nhiên đây là một ca khúc rất là mới mà khán giả người ta đã giống như là người ta đã quen với cái ca khúc Cậu ơi đừng khóc với những cái giai điệu nó như vậy, nó định hình cho Loto rồi. Nên khi Hoàng Thắng chỉ mới hát qua một lần với một ca khúc mới như vậy thì thật sự bản thân anh chưa cảm được cái ca khúc đó, mặc dù là rất ngồi cố gắng để mà nghe từng lời nhưng mà chưa cảm nhận được cái nội dung á, nó đi vào cái trái tim của mình. Thì có thể là sau thì cái lần này thì Hoàng Thắng sẽ hát nhiều nữa thì cái ca khúc nó sẽ đi vào lòng người.
vì nó bị cái bài Bộ ơi đừng khóc khi nãy, nếu mà lộ cho Khánh hát thẳng cái bài đó vô trong cái tập của Lộ thì nó sẽ tạo cho khán giả một lần nữa người ta sẽ nhớ cái ca khúc đó lại thêm nữa. Vì khi Lộ cất lên hát cái Bộ ơi đừng khóc cái người ta quên liền với cái khúc kia gì nó mới quá, nó bị cái ca khúc đã đang sâu, cảm thân anh cũng vậy, nó bị đang sâu vô cái Bộ ơi đừng khóc rồi, thì mình phải tìm mọi cách. Mình phải tìm bằng mọi cách để mình đẩy cái ca khúc nó vô ngay cái tập của mình, để khán giả sau khi mỗi tập người ta xem người ta sẽ nhớ hoài cái ca khúc đó, thì tự nhiên nó sẽ thấm sâu vô cái lời của ca khúc đó. Là cái ý của anh về cái ca khúc nó hoàn thành. Còn cái riêng về cái ký ức Pluto như nãy anh xem đó, thì anh thấy so với cái ký ức Pluto 1 thì ký ức Pluto lần này quay rất đẹp. Có nghĩa là sau 5 năm, anh nghĩ là cũng 4-5 năm gì đúng không Lộ? 4-5 năm. Dạ, 5 năm anh. À, đúng rồi, sau 5 năm rồi quay thì cái kỹ thuật, cái tay nghề, cái đạo diễn, nói chung là cả cái ekip thì cũng đã có một cái sự nâng tầm lên rồi. Thì nên quay đi cam, nói chung là những cái cảnh quay rất đẹp. Tuy nhiên chỉ có một cái làm anh hơi băn khoăn. Có nghĩa là còn tới 10 tập sau nữa thì anh nghĩ là Lộ nên rút kinh nghiệm ở cái điều này. Và đó là cách dựng. Thứ nhất là khi mà để cho cái tập để mà kéo khán giả thì có những cái cảnh mà hay nhất trong cái tập đó Lộ kéo ra liền cái những cái sau nó rất là hấp dẫn. Tuy nhiên cái đầu vô cái mình ngồi mình cứ trò chuyện hoài, khán giả người ta khi mà người ta bấm vô người ta ngồi người ta không có kiên nhẫn, khi người ta ngồi người ta nghe người ta sẽ bỏ qua, người ta sẽ bấm qua cái khác để người ta xem. Thì mình phải chọn những cái gì mà nó đặc biệt, thật là đặc biệt nhất, hay ho rồi vui vẻ hay là xúc động gì đó mình đưa ra để kéo chân khán giả lại. Thì sau khi khán giả người ta coi được những cái đó thì người ta sẽ ngồi người ta coi tiếp. Anh thấy từ kinh nghiệm bản thân của anh ra thì anh nghĩ là những cái tập sau là Lộ có thể đồ chọn những chi tiết tắt, những cái gì mà nó độc đáo nhất để mình đưa ra đầu tiên để khán giả níu chân khán giả lại. Cái thứ hai nữa là anh cũng muốn là trong quá trình dựng á, không phải cái lô tô, mặc dù cái lô tô đó nó là một cái niềm đau, những cái nỗi khổ ở những cái ca nhạc như mưa hay là những cái cuộc sống khổ cực của lô tô. Tuy nhiên mình phải làm sao để nó lé lên một ánh sáng gì đó để cho người ta thấy nó tươi sáng, chẳng hạn như ngoài những cái buổi mà mưa gió rồi khó khăn thì mình cũng phải có những cái tập mà giả sử có những cái đoàn nào mà họ đang hoạt động mà ok nhất ở các tỉnh đó, có nghĩa là hoạt động mà thu nhập được khá rồi, nói chung là những cái gì mà nó đặc biệt nó tạo cho người ta cuộc sống nó hơi sung túc một xíu đó, thì mình có thể làm riêng một vài tập về cái đoàn đó để cho người ta thấy là lưu tô là không chỉ có những cái khổ cực, những cái đau đớn, những cái nói chung là những cái gì mà nó quá là buồn bã. Nó phải có những cái như vậy để cho người ta thấy nó lé lên một ánh sáng gì đó, để cho người ta giống như cái chương trình mà Gạo Chợ Nước Sông mà của chị Dung rồi em thấy làm không, có những nhân vật, những cái mảnh đời nó rất là tang thương, nhưng cũng có những cái nghệ sĩ mà khi lớn tuổi vậy thì người ta cũng có những cái cuộc sống cũng rất là ổn định đó. Thì anh có những góp ý như vậy để mà sau khi thấy những cái tập phát sóng tiếp theo thì nó sẽ thu hút. Với lại anh có một cái câu hỏi riêng cho Lộ thôi, là lần này thì động lực nào để quyết định để Lộ quyết định làm với lô tô mùa 2? Thì mặc dù anh biết là cái lô tô mùa 1 cũng không giúp Lộ thu được gì cho cái kinh phí hay là cái gì hết, thì lý do là động lực nào mà khiến cho Lộ là quyết định thực hiện cái lô tô lần 2 này? Cái thứ hai, câu thứ hai nữa là cái tên của cái bài hát Bướm Điên, anh cũng thắc mắc là suốt tới giờ là mình nghe nó Bướm Điên thì mình nghĩ nó lại là một cái khía cạnh khác, chứ nó không nghĩ là cho đặt cho một cái lô tô, thì em có thể giải thích cái tên Bướm Điên nó như thế nào. Cảm ơn ý kiến anh Song. Bên em xin ghi nhận góp ý về việc dựng phim cũng giống như là những cái tập phim tiếp theo nó sẽ có hành trình khác hơn tập đầu, và cái đó là chắc ăn luôn ạ. Tại vì mỗi đoạn mình trải qua thì nó sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, và họ cũng có cái hình thức kinh doanh cũng giống như là điều phối hoàn toàn khác nhau. Cho nên là, và thời tiết tụi em quay thì cũng không phải đoàn nào cũng mưa, và có đoàn nắng, có đoàn cũng không có gì trở ngại hết, rất là vui vẻ luôn. Rồi cũng có đoàn họ khách đông tới nỗi mà không có trở tay kịp luôn, và cũng có đoàn mình đang diễn, đang quay thì có đánh nhau, có những cái sự cố đột xuất nữa. Cho nên là mỗi một đất nó sẽ khác nhau chứ nó không giống nhau, và cái đó là em có thể đảm bảo được cho tới tập 10 luôn.
riêng tới phần dựng em sẽ lưu ý lại, tại vì đây là em, như em nói với mọi người, em chỉ là người sâu sát và em hiểu lô tô thôi, em không học đạo diễn, em cũng không phải là một người đạo diễn chuyên nghiệp, cho nên là khi dựng nó dĩ nhiên nó cũng có nhiều cái mà bản thân em coi xong em thấy ủa sao mình làm nó như vậy, sao mình thêm cái đó như vậy, cho nên em sẽ rút kinh nghiệm và những lần sau sẽ hoàn thiện hơn. Em trả lời cái câu đầu tiên anh dành cho em là động lực nào là để em quay sau 5 năm. Thứ nhất là mùa 1 anh là khi mình phát sóng 6 tập đó thì bắt đầu dịch kéo tới. Thì nhờ 6 tập phim đó là những cái đoàn mình đã đi qua, họ nhận được sự giúp đỡ rất là lớn từ bạn từ quân nhờ cái phim đó. Và khi em đi nước ngoài lưu diễn thì cũng có rất là nhiều kiều bào bà con họ hỏi đến những cái đoàn đó. Và họ cũng biết mình qua những cái phóng sự như thế. Và họ cũng biết được là Lô Tô vẫn còn hoạt động như thế. Cái điều đó làm thôi thúc cho em là em nghĩ là nếu mà em có đủ cái động lực thì em sẽ làm. Thì tới năm ngoái thì sau khi em lập gia đình xong thì Ryan có nói với em là ông này rất là có nói với em là bạn có muốn tiếp tục làm một cái phim tiếp Lô Tô hay không, thì mình ủng hộ, tại mình có rất là nhiều ý tưởng cho phim đó sau khi mình coi xong mùa đầu tiên. Thì em cũng rất là bất ngờ tại vì em biết bạn có nhiều hoạt động xã hội mà không nghĩ là bạn cũng sẽ hướng về cộng đồng giống như em, cái ý của em. Thì từ đó thì trong một cái chuyến đi Đà Lạt mà ốp đoàn phim Mai đó, thì hai chồng em lên đó có, thì trong cái thời gian mà được nghỉ ở đó thì tụi em đã bắt đầu ngồi viết ra những cái kịch bản đầu tiên cho Tiếp Lô Tô. Và cái rất là may mắn là nó đã trở thành hiện thực là những cái phim bây giờ. Tuy nhiên là nó phải tới năm nay mới thực hiện được, có nghĩa là viết từ năm ngoái năm nay, là tại vì tụi em bị kẹt về kinh tế, có nghĩa là tụi em không đủ kinh phí để qua, là tụi em phải để dành ra mỗi tháng còn bỏ vô một ít, em bỏ đi một ít thì tới bây giờ mới đủ cái này. Dạ. Còn bài Bướm Đêm thì em nghĩ Bướm Đêm nó giống như là một cái hình tượng từ trước giờ trong cộng đồng LGBT, đặc biệt là những người chuyển giới hoặc những người có mong muốn thay đổi ngoại hình từ nam chuyển sang nữ, thì họ luôn ví cái hình tượng mình là thân sau vườn bướm kiểu như vậy á. Cho nên là khi mà Thanh Lê Chương đặt lời và đặt nhạc cho cái bài này thì hầu như là không có liên quan gì hết, nhưng mà vô hình chung nói lại là hình tượng của con bướm, cho nên đặt tên là Bướm Đêm là như vậy. Em cảm ơn xong bài hát rồi. Dạ, cho anh hỏi lần này không bị khán giả ta đặt thêm câu hỏi dành cho dạ anh Thanh Thương, dạ em mời anh. Anh xin phép ngồi luôn ạ. Đầu tiên thì chúc mừng đoàn của mình đã có một cái sản phẩm. Không biết là lộ chia sẻ cái tiêu chí để mình chọn các đoàn để mình quay như thế nào. Và ở đây thì mình chỉ mới biết được là các đoàn ở Đồng Tháp, An Giang, Khánh Hòa, thì trong người cái tập của mình á, thì là gồm ở những địa phương nào. Cái khi mà thể hiện cái sản phẩm của mình á, thì lộ có viết kịch bản cụ thể là nó sẽ thể hiện như thế nào, tức là một cách tự nhiên chân thật nhất để lưu lại những khoảnh khắc của mọi người, hay là có sự dàn dựng ra sao, mình sẽ chia sẻ thêm cụ thể hơn một xíu. Chắc mình trả lời chung đó. Dạ, cảm ơn anh Phương rất là nhiều luôn. Đầu tiên em xin chia sẻ là những cái tỉnh mà em đi qua là nó hơn cái số anh kể. Thứ nhất là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Khánh Hòa, khoảng bao nhiêu đó. Tại vì em muốn đi nhiều hơn lắm anh, nhưng mà thật sự là kinh tế em không cho phép, là thời gian của tụi em là tới hôm nay là cứng lịch luôn rồi, cho tháng sau là cứng luôn, không đi được nữa. Cho nên là chỉ có thể là bao nhiêu đó thôi. Còn về những cái hoàn cảnh hoặc những đoàn mình lựa chọn là hoàn toàn là ngẫu nhiên hết. Em cũng cố gắng là đặt tiêu chí là đoàn phải hoạt động trên 5 năm. Đó là tiêu chí của em, có nghĩa là những cái đoàn của các chị đây đều hoạt động trên 5 năm hết. Và họ có đoàn thì làm tới 30 năm, 40 năm. Và hầu như là chỉ cần trên 5 năm là được. Là lúc trước còn có tiêu chí là chủ đoàn phải là cho người trong cộng đồng LGBT nữa. Nhưng mà sau khi em quay một tập rất là đặc biệt là đoàn gia truyền, và có nghĩa là từ đời cha sang đời con, và họ là những người đàn ông thẳng làm việc và họ rất yêu thương cộng đồng, thì em nghĩ cái tiêu chí đó không cần thiết nữa. Cho nên em mở rộng ra thì em được kết nối rất là nhiều. Và hầu như là em quay đoàn này thì đoàn kia giới thiệu, và đoàn kia giới thiệu nữa, giống như là đoàn của chị Thúy là do anh Hoàng Huy giới thiệu. Dạ. Và khi mà em cũng xin nói thiệt luôn là em không có về hoàn cảnh xây dựng đó, là không hề có một cái sự giả tạo, giả lập nào hết, là hoàn toàn là phóng sự, ký sự thực tế. Ví dụ giống như là em thật sự là em nói thiệt với anh, em không có nghĩ tới mức là họ khổ như vậy. Em nói là có chị Kim Thúy đây là em rất là bất ngờ luôn. Tại vì em khi mà em gọi cho chị Thúy là đoàn chị Thúy trang hoàng rất là đẹp, bạc, không có một cái nào rách hết, trừ các những cái lá cờ là chị phải tự lấy giải mà thừa ra chị làm ra, tại chị không có tiền mua. Còn những cái màn sân khấu là đều rất là sạch, thì em nghĩ là đoàn rất là thá mọi người. Nhưng mà khi tới là mới biết là bà này bà đã phải lộ từng trái bắp, bà nướng, bà nuôi nhân viên đã nửa tháng nay rồi.
Còn buổi chiều đó là phải lội mò hến mò ốc để lấy kiếm đồ ăn cho nhân viên rồi. Là kiên quệ mấy tháng mùa mưa rồi. Thì em không nghĩ, nhưng mà tới hồi mà hỏi trắng ra là có nhiêu tiền có mua đèn hết. Là người rất mê sân khấu. Và những cái điều đó nó rất là tự nhiên. Và em nghĩ đó là những cái người mà cũng giống như em, rất là mê sân khấu và sống hết mình cho sân khấu lô tô. Và em đã nghĩ là cái hành trình của mình nó đặt rất đúng chỗ. Em không biết là cái sự thành công của phim nó ở mức độ như thế nào, nhưng mà em nghĩ cái hành trình của em và ekip của em trải qua, họ đều rất là cảm thấy hạnh phúc bởi vì mình làm được cái điều là mình nghĩ là nó rất đúng chỗ, đúng nơi. Cái chi phí của mình dành cho cái phóng sự, cái đoạn phóng sự là thế nào, và cái ngoài cái điều mà mình đến với các đoàn thì sau khi mình thực hiện phóng sự thì cái điều gì mang lại tốt hơn cái đoạn ra sao và hành động ra sao đó? Chắc em nghĩ là cái phần mà kinh phí thì nó cũng hơi nó tùy theo vị trí của đoàn nằm mà nó sẽ tốn, nó sẽ khác nhau. Ekip quay dựng thì họ cũng hỗ trợ một phần, cũng không hỗ trợ nhiều. Nhưng mà đại khái là chi phí cho ekip đi theo rất là đông người, và mỗi một tập gì nó vận hành khoảng 20 mấy 30 triệu ở đó, là nó có thể hơn, phát sinh hơn nữa, tùy theo cái đoàn mình tới mà họ có hoàn cảnh như thế nào, có quà tặng riêng nữa và hỗ trợ riêng nữa thì nó không có cố định đâu, nhưng mà thấp nhất cũng khoảng 20 mấy triệu một tập, thấp nhất. Còn về việc mà sau khi mà đoàn quay hình xong thì có được cái lợi tức gì cho đoàn không, chắc em nhờ chị Thúy, hồi nãy em hỏi chị Thúy trong đó, chị Thúy trả lời đi, sau khi mà đoàn quay xong thì mọi người ở địa phương sao, có hỗ trợ gì không? Dạ, trước tiên thì chị Thúy sẽ trả lời một em trai đang hỏi Lộ Lộ, cũng như là ngẫu nhiên chị Thúy bắt gặp là cũng 5 năm nay Lộ Lộ quay kiếm lô tô. Mà Kim Thiết cũng từng ước phải khi mình có cơ hội Lộ Lộ quay đồng mình làm tạo điều kiện của mình đến đây, và Kim Thiết chờ đợi đúng 5 năm sau là chiến này nè. Đó là nhờ em Hoàng Quy giới thiệu nói chị Thiết ơi, em nghe nói Lộ Lộ quay kích lô tô, mời em cho số điện thoại chị điện Lộ Lộ đi. Rồi cái Kim Thiết điện Lộ Lộ, cô Lộ đang bị họp. Rồi Kim Lộ Lộ nói để em học xong trả lời sau, cái Kim Thiết mới trả lời cho Hoàng Quy. Tuy nhiên chị điện rồi, nhưng mà chị nhắc điện nữa sợ làm phiền các em, biết em có giận không. Rồi cái Hoàng Quy nói hay chị đưa số cho em đi, rồi chị Lộ Lộ thì nhớ nghe máy. Là lúc đó Lộ Lộ điện cho Thúy là khuya lắm, lúc đó cũng 9 giờ hả Lộ? 9 giờ, 9, 10 giờ khuya. Dạ, xin cảm ơn về đây. Lộ Lộ điện cho Thúy, Thúy nhìn vô số làm Thúy mừng lắm, rất là mừng. Nói chung ra khổ thì rất là khổ, nhưng mà Kim Thúy có cơ hội được đi Sài Gòn gì là Kim Thúy mãn nguyện lắm rồi đó. Với cái thứ hai nữa là nhờ Lộ Lộ đến đoàn quay, Lộ Lộ tài trợ 5 phân vàng, trước mắt thì các Kim Thúy cảm ơn các em đi tiếp theo quay, đi không biết xuất phát mấy giờ mà tới đoàn Kim Thúy là 8 giờ sáng là Kim Thúy cửa mặt ra là thấy các em ngồi trong quán. Dù cho tinh thần mệt mỏi cỡ nào mà Kim Thúy thấy các em không có buồn phiền gì hết, trên gương mặt bất cứ người nào cũng vui vẻ, nói chuyện nhỏ nhẹ niềm đỡ. Kim Thúy thật là ngưỡng mộ. Các em đến đó rồi, các em mới quay hành trình hỏi chuyện đời tư của Kim Thúy, và các anh em trong đoàn sinh hoạt gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn thì có sao Kim Thúy nói vậy. Thật sự cho các em xuống đoàn và các em có như quảng cáo rồi tặng vé, giống như em trai coi trên màn ảnh nãy đó, tặng như chiếc vé lô tô lời coi miễn phí, rồi chúng 5 phân vàng, rồi thí dụ bán một chiếc vé 10.000 đồng, Kim Thúy 83 triệu vé đi, Kim Thúy lời 100, Kim Thúy tặng 200, Lộ Lộ tặng thêm 300 nữa là 500, cấp vốn cho quý vị khán giả mình, để cho quý vị khán giả mình những ngày tới đến đông hơn, ủng hộ nhiều hơn. Thì nhờ cái đêm Lộ Lộ quay ghi hình là Kim Thúy những đêm sau, có đêm hôm này là mưa Kim Thúy phục vụ không được, còn những đêm trước thì Kim Thúy phục vụ khá hơn và đỡ hơn, có nguồn thu nhập nhiều hơn và trả lương cho các anh em trong đoàn được nhiều hơn, và Kim Thúy xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của chị Kim Thúy, và chắc là câu hỏi kế tiếp chắc là em xin dành cho chị Ngọc Dào đi ạ. Trước tiên là câu hỏi đầu tiên là chị không biết là tình hình sức khỏe hiện tại của chị nó có ổn không, hay là quá trình mà chị tiến từ quê lên sân khấu lên trên Sài Gòn á, nó có nhiều khó khăn không? Tại vì chia sẻ với quý vị luôn là cái vết thương của chị Ngọc Dào đang gặp phải quý vị
nó rất là nhìn nó rất là sâu luôn á. Dạ, xin mời chị. Cũng thấy Lộ Lộ giờ tới đây, thấy bà con với cô bác chị đây cũng là thương mến cầu Lộ Lộ nên giờ tranh thủ tới đây, tại vì thứ anh gọi nên giờ đi bến ế quá nên đi xin bến cha đụng xe tải lên đường đi vào chợ đây nè, anh đụng cái lắm và nên cái phải gắng cố gắng vượt chuyện xong 7 ngày phải gắng lên gặp Lộ Lộ, gặp bà con tới đây để niềm vui dù chết cái nào cũng phải đi hết. Nên gặp bà con rất là đông, nên bà con cố gắng để dành thời gian giúp đoàn Lộ Lộ ít nhiều hơn nữa. Bà chào cũng chào bà con tối đêm nay, mong con muốn trở về sau để ủng hộ Lộ Lộ, để có kinh phí Lộ Lộ giúp cho những các đoàn khổ ở An Giang, các đoàn khác nữa. Chào bà con ở đây. Dạ, em xin xe một chút xíu. Đây là cái người chủ đoàn mà em cảm thấy là để phục nhất trong cái hành trình của mình. Nếu mà chị Kim Thúy là cái sự khó khăn bao nhiêu cũng nay lưng ra để lo cho nhân viên mình hết. Còn người kế bên đào trẻ nhất là 45 tuổi. Quý vị thấy một đoàn hát mà quý vị thấy đào trẻ nhất mà 45 tuổi mọi người muốn coi nữa không? Nhưng mà đây là cái người mà đầu tàu, cái người mà lớn tuổi nhất ở trong đoàn, 6 mấy tuổi chị hả? Mà bị tai biến rồi, vẫn nuôi trong đoàn luôn. Mà cái đoàn phải chi mà nó giàu, nó bự không đó, cái đoàn có 4-5 mét vuông nhỏ xíu thôi mà tới 6-7 người chuyển giới lớn tuổi ở không, thì chị Ngọc Dào là một cái tấm gương bản thân Lộ cảm thấy rất là cảm phục luôn. Mà mọi người biết cái đoàn của chị là di chuyển bằng ghe, cái ghe 30 tấn gì hả, 30 tấn, và người phụ nữ này là người quay máy dầu chở nguyên đoàn đi ha. Dạ, cái điều đó là làm nên một cái sự khâm phục rất là lớn của em cho chị. Cảm ơn chị Ngọc Già rất là nhiều luôn. Thì trong quá trình mà chị làm việc với lại ekip của chiếc lô tô mùa 2 muôn nẻo đường đời thì chị có những cái trải nghiệm gì mà đặc biệt mà nó mang chị nhiều cảm xúc á, thì hôm nay chị có thể chia sẻ với khán giả nhiều hơn được không ạ? Thì cũng nhờ Lộ Lộ cũng quay ekip tới đây thì chị thấy chắc là cảm xúc động rất là nhiều. Thì cũng gắng cố gắng để làm những tiến bộ hơn nữa để cho Lộ Lộ để tham gia tham dự cái chương trình càng hấp dẫn càng hay hơn nữa. Chị không quên tấm tăng lập của Lộ Tôn Tăng Thời nên tiếp tục tới đây thì dần rất là vui mừng. Mong bà con khán giả để đón xem những tập phim nhưng cuối cùng hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa. Nên Ngọc Dào để năm nay tròn 52 tuổi, làm đoàn không có chồng nên nuôi với chị 50-60 tuổi, làm đoàn tới bây giờ cũng bắt đầu hoàn toàn khó khăn. Đúng là Ngọc Dào đã đúng là Ngọc Dào chết rồi, không thấy mặt nữa đó, thấy mặt Lộ luôn á. Và là ông bà che chở, bà đi xe nó đụng, nó không gãy cái giò, nó bị thương. Mà lên tới đây rồi cũng rất là mừng vui bà con ở đây là cùng ủng hộ Lộ Lộ. Thì giờ cũng mong muốn trở thì sao nữa, bà con ủng hộ Lộ Lộ Tăng Thời các đông hơn nữa. Mấy chị trong đoàn là có cái tinh thần, có một số động lực để giúp cho đoàn khổ, đoàn khó khăn. Mong muốn trở thì sao nữa, bà giờ xin hết. Cảm ơn chị. Cho em hỏi quý vị có câu hỏi nhỏ nữa không? Hỏi đi một câu hỏi nhỏ. Dạ được anh. Dạ mời. Góp phần cái thành công của cái phóng sự thực tế này là các bạn thành viên của đoàn Lô Tô Sạc Long Thời và phim vui nhỏ, thì các bạn hãy chia sẻ xíu về cảm xúc của mình khi mà đến với các đoàn và mình chia sẻ thế nào. Xin cảm ơn. Dạ nói luôn đi, cảm biết nói luôn đi.